Lộ bản hợp đồng hôn nhân của Triệu Lê Dĩnh từng bị mẹ chồng ép phá thai. Triệu Lê Dĩnh và Phùng Hiểu Phong liên tục dính tới các tin đồn không hay hậu ly hôn dù người chung cuộc không lên tiếng. Mới đây, bản hợp đồng hôn nhân của cặp đôi đình đám này bị lộ. Mẹ chồng giàu có của nàng Tiểu Cúc là người nắm mọi thứ có liên quan đến chuyện ly hôn. Theo đó, mẹ Phùng Hiểu Phong luôn coi thường xuất thân nông hôn của con dâu. Sau khi bà biết Triệu Lê Dĩnh mang bầu đã có ý muốn cô bỏ thai, nhưng sau khi biết em bé trong bụng là con trai, bà mới đồng ý để nàng Tiểu Cúc vào làm dâu con trong gia đình. Vì Phùng Hiểu Phong không có thái độ gì đối với việc làm của mẹ khiến cho Triệu Lê Dĩnh cảm thấy rất buồn và thất vọng. Cô nhận định rằng bản thân không hề dựa dẫm vào người đàn ông này vì anh thực sự sợ gia đình, sợ mẹ. Dù làm dâu nhà hào môn nhưng Triệu Lê Dĩnh cũng không được yêu quý. Sở dĩ cô và Phùng Hiểu Phong kết hôn là vì muốn con trai của hai người có một danh phận chính thức với đầy đủ bố và mẹ. Thời điểm hợp đồng hôn nhân kết thúc, cậu quý tử nhà họ Phùng cũng đã chính thức có tên trong hộ khẩu gia đình. Lúc này, Phong, Dĩnh cũng chính thức ly hôn. Được biết, những hình ảnh ngọt ngào của Phùng Hiểu Phong và Triệu Lê Dĩnh trên mạng hay trên mặt báo đều là chỉ là vở kịch cho khán giả xem. Mẹ Phùng cũng không có ý định tổ chức đám cưới cho con trai và con dâu. Vì thế mà 3 năm trời cặp đôi bên nhau nhưng đám cưới không thể thực hiện được. Triệu Lê Dĩnh và Phùng Hiểu Phong không có chia sẻ nào. Trước đó, cặp đôi luôn giữ thái độ im lặng đối diện với tin đồn. Kể từ sau khi tuyên bố ly hôn, cả hai không có bất kỳ chia sẻ nào thêm về chuyện đời tư. Thời gian này, Triệu Lê Dĩnh đang tích cực trở lại với nhiều dự án chụp hình. Cô mới hoàn toàn bộ ảnh với đàn chị Lý Băng Băng. Nàng Tiểu Cốt nhận được vô số lời khen ngợi vì xinh đẹp và hần hái sau khi ly hôn. Các fan nhận định Triệu Lê Dĩnh được yêu thích hơn sau khi trở về tình trạng độc thân.